Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư, tăng cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020. Trong đó, riêng về công tác chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản của tỉnh An Giang có nhiều hạn chế, vi phạm. Bên cạnh việc chỉ rõ trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan, kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra những giải pháp khắc phục. Đây là bài học kinh nghiệm cho nhiều địa phương khác xem xét, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về những lĩnh vực này. Theo phản ánh của người dân về tình trạng khai thác cát từ dự án chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, gây xói mòn, sạt lở bờ sông Hậu, đoạn chảy qua xã Mỹ Hòa Hưng, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã có mặt tại địa phương này để tìm hiểu sự việc. Dọc cái tuyến này có qua khoảng bao nhiêu nhà luôn? Dọc đi lại có 10 hộ. Tôi lớn lên ở đây thì trước 75 thì tôi gành lắm. Trước năm 78 á, thì cái cột liền vậy đó, nó ra tới ngoài đó là mình đi trên bờ được khô. Chỗ này bữa rồi nó đậu ngay giờ bình đó, chiếc sáng đậu 4 chiếc đó, nó múc là sụp cái hầm đó đó. Chiều sâu ngay chỗ đó là 12 mét đó, hổm hổm là làm liên tục. Từ ngay đó ra đó là đúng 110 thước. Có nghĩa là nó sụp lỡ từ ngoài đó mà tôi sụp như vậy là 10 cây to. Nó sụp, sụp thì mình tróc to bằng đêm ngủ không được là nó trâu sao. Chứ hồi trước á, thì nó yên ổn. Nó làm vậy là nó không có đúc, cũng như lu gạo mình khỏa ngang, mình múc đến giữa hoài thì nó mới chạy xuống thôi. Mới chưa kịp sáng nữa, 4 giờ là nó múc rồi. 4 giờ mấy, 5 giờ là ầm ầm, chiều thì quất cái tới 6 giờ vậy đó. Hôm lỡ, hồn dưới lên bay cho nó sụp một cái, đứt dây, chốt đó trôi gì, nó múc gì đâu mà sâu cho chỗ biệt ngàn âm phủ ở dưới á. Rồi nó lỡ được nó chùi tới hoài, múc được chỗ nào là múc chết chỗ đó, nó phải nó múc mà điều thì mình không có đánh đổi, ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng mà mình biết làm sao giờ đó. Cá thì là nó không chịu ăn, bè thì nó lắc lư xuống bè, thiếu điều không quen thì nó chóng mặt luôn. Sống ổn định với nghề nuôi cá lồng hàng chục năm nay, nhưng từ khi dự án khai thác cát sỏi chỉnh trị dòng chảy triển khai gần 2 năm nay, những người nuôi cá này luôn sống trong cảnh mất ăn mất ngủ. Nhiều hộ sót nghề thì cố gắng bám trụ trong nơm nớp lo sợ, còn nhiều hộ khác đành phải treo bè lên bờ tìm việc khác mưu sinh trong chồng chất âu lo. Nói chung hai người cũng vất vả, tại lúc mà khai thác thì cá nó chết mà nuôi không được thì bà con cũng không có việc làm, cũng khổ rồi cũng đi kiếm việc này kia làm, rồi tiền lời tiền lãi nó tăng lên hoài rồi. Vừa qua nói chung trên địa bàn đó sạt lở cũng tính đến 5-6 vụ vấn đề liên quan sạt lở, mà đa số là ảnh hưởng vấn đề liên quan đến diện tích bờ nuôi trồng thủy sản dưới là đất trồng gãy. Địa phương nói chung là cũng thường xuyên là ghi nhận những cái tâm tư nguyện vọng của bà con mình nằm trong khu vực, nhất là các hộ nuôi trồng thủy sản. Khi mà dân phát hiện là giờ dân báo là trường hợp gì đó nó gây ảnh hưởng hoặc là quá giờ quy định ban đêm hay là trường hợp nào đó thì chúng tôi sẽ tiến hành cho kiểm tra. Nếu như đối với dự án chỉnh trị dòng chảy nhằm hạn chế sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ thành phố Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu, được kể trên đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân, đã được Thanh tra Chính phủ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang kịp thời chỉ đạo kiểm tra, rà soát. Thì cũng tại thông báo kết luận thanh tra, việc chấp pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư, tăng cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2015-2020 của Thanh tra Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2023 cũng chỉ ra một số hạn chế, vi phạm như giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cấp 4 giấy phép thăm dò khai thác khoáng sản cát sông tại khu vực không đấu giá nhưng không thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức cá nhân thăm dò khai thác khoáng sản, gia hạn đối với 15 giấy phép khai thác cát cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2011 không đúng quy định, cấp 7 giấy phép khai thác cát thuộc khu vực khoanh định không đấu giá nhưng không xác định phục vụ riêng cho các công trình xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước, công trình khắc phục thiên tai, địch họa, công trình hạ tầng giao thông và công trình phúc lợi, làm chậm thu nộp ngân sách nhà nước là hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thuế, phí chưa nộp cần thu
và nộp ngay vào ngân sách nhà nước là gần 1 tỷ đồng. Dự án đường tránh sạt lở bờ Bắc Kênh Sáng tại thị xã Tân Châu, dự án nhà văn hóa kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng và dự án trường mẫu giáo Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành là 3 dự án được Thanh tra Chính phủ kết luận. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang không ban hành quyết định đầu tư trong quá trình triển khai. Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành không lập kế hoạch đầu tư công trung hạn. Theo cái thông báo kết luận là 1255 mà mới đây đó là có cái thông báo kết luận thanh tra là 1654. Thì huyện Châu Thành thì qua kiểm tra thì chỉ có 3 cái nội dung. Một là cái nội dung thứ nhất là cái nội dung là lập quy hoạch là thời kỳ tới năm 2020 quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất đầu năm là chậm. Cái thứ hai, các dự án hồi sáng mình đi khảo sát đó, theo quy định là trên 15 tỷ là chúng ta phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dưới 15 tỷ là chúng ta phê duyệt báo cáo kinh tế thực. Vậy thì thanh tra lại bắt vào cái chuyện là phê duyệt báo cáo kinh tế thực là không phê duyệt cái quyết định đầu tư dự án. Cái thứ ba là không lập kế hoạch đầu tư công. Tại dự án xây dựng và nhân rộng mô hình cánh đồng lớn, chất lượng lập, thẩm định, quyết định đầu tư chưa tốt, phải điều chỉnh lại nhiều lần. Khi triển khai có một số hạng mục không thực hiện được do địa phương đã đầu tư nên phải điều chỉnh giảm. Ủy ban nhân dân các huyện Thoại Sơn, Châu Phú và thành phố Châu Đốc phê duyệt chủ trương đầu tư trùng lập với dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư trước đó đang triển khai không đúng quy định của pháp luật. Tại hầu hết các dự án được kiểm tra, kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt không xác định thời hạn cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu và chia tách các gói thầu xây lắp thiết bị, chia nhỏ gói thầu và áp dụng hình thức chỉ định thầu không đúng quy định. Tồn tại thì cái nhận định của Thanh tra Chính phủ mà lập và trình phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn thì nó trễ so với quy định của cái luật đầu tư công năm 2014. Khó khăn là do cái áp dụng cái luật mới, cái quy định mới luật đầu tư công lần đầu tiên, cho nên thì các chủ đầu tư nhiều khi cũng còn lúng túng trong vấn đề mà lập hồ sơ thủ tục rồi cái cấp thẩm quyền trình ai sẽ thẩm định từ cái cấp mà tỉnh cho cái cấp địa phương. Thứ hai nữa là về việc mà cái đơn vị mà tư vấn mà lập là đầu tư công là ai, thì có thuê đơn vị nào, mà chi phí là thanh toán cho như thế nào thì cũng chưa có rõ. Xác định cái chi phí mà tư vấn mà lập công tác mà chủ trương đầu tư thì cũng chưa có rõ mức hay chi phí thì sao. Sở xây dựng thì chỉ có những cái vấn đề tồn tại đặt ra chỗ kết luận 1522. Thì thứ nhất là về cái công tác, chẳng hạn như công tác xây dựng định mức. Một vấn đề thứ hai nữa là trong cái công bố giá vật liệu xây dựng, cái đó là cái khó khăn mà hiện nay bộ vẫn chưa hướng dẫn. Còn một cái nội dung thứ ba nữa thì thanh tra chính phủ chỉ ra là có sai sót trong cái vấn đề là thẩm định về dự toán. Còn thanh tra chính phủ có đề nghị là các sở ngành hay là các địa phương cho làm cái công tác này kiểm điểm rút kinh nghiệm, thì tỉnh đang triển khai. Thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất tại An Giang cũng còn một số hạn chế, vi phạm với số tiền phải thu nộp ngân sách nhà nước đã xác định được là gần 182 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do các tổ chức còn nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là gần 120 tỷ đồng. Chậm nộp tiền sử dụng đất hầu hết là 80% là đất lúa. Chuyển đất lúa sang đất ở thì có một số hộ dân thì họ cũng không có tiền để đóng cái tiền mà sử dụng đất trồng lúa để mà bảo vệ phát triển. Sở cũng như ủy ban dân tỉnh cũng nhiều lần kiến nghị về phía trung ương là có thể xem xét là đối với các hộ mà gia đình cá nhân thì không nên thu cái tiền này. Theo kết luận thanh tra chính phủ đó thì tổng số tiền nhà nước phải thu hồi của 110 doanh nghiệp là khoảng 124 tỷ cái tiền số phải thu tiền sử dụng đất. Cái chậm thu là do như thế này. Rồi có những doanh nghiệp là qua nhiều năm họ giải thể, rồi có nhiều doanh nghiệp là chuyển đổi từ doanh nghiệp rồi sang cổ phần hóa, rồi họ hạch toán lãi rồi lời đã chia hết cho các cổ đông các xong. Do đó cái điều kiện mà nộp lại thì doanh nghiệp nó rất là hơi khó là chỗ đó.
công tác là phải nói là phối kết hợp giữa các ngành liên quan đến vấn đề đầu tư công, phối kết hợp. Thì trong quá trình phối kết hợp đó sẽ không thể bỏ ra những cái thiếu sót. Nếu mà không phối hợp kịp thời thì sẽ xảy ra những thiếu sót. Cái đặc biệt đó là trình độ năng lực của cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu cho các phòng ban và cái tinh thần trách nhiệm của cán bộ này. Tất cả những cái thiếu sót sai phạm thì bao giờ nó cũng xuất phát từ cái chủ quan, nhưng mà bên ngoài nó vẫn có những cái khách quan. Đất đai thì đang sửa đổi, mà sửa đổi là cũng 2 năm nay rồi. Thì chúng ta biết mà khi mà luật sửa đổi thì nó có rất là nhiều điểm chồng chéo với luật đầu tư, rồi luật nhà ở, luật xây dựng, luật kinh doanh bất động sản. Cái mặt khác nữa là các văn bản vi phạm pháp luật có một cái sự hiểu nó từ trung ương đến địa phương. Có khi những văn bản nó chưa có thống nhất từ văn bản luật cho đến các văn bản thực hiện và các hướng dẫn thực hiện. Do đó khi cái hiểu mà của cán bộ công chức cũng có hiểu nó cũng chưa đúng lắm. Có khi cán bộ này hiểu theo cái cách này, cán bộ kia hiểu theo cách kia, do cái sự mà nhận thức hiểu về văn bản nó có sự chênh lệch, nó không phù hợp với nhau nên khi mà thực thi công vụ nó cũng có cái sự bị sai sót. Để có câu trả lời thỏa đáng cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy các cơ quan chuyên môn của tỉnh An Giang kịp thời có giải pháp sớm khắc phục hậu quả, hạn chế vi phạm đã được Thanh tra Chính phủ chỉ ra, phóng viên Truyền hình Nhân dân đã đi tìm câu trả lời từ các ngành chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Sở Tài chính với trách nhiệm được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao để khắc phục cái việc này thì vẫn là đôn đốc đã thực hiện. Đến nay thì đã thực hiện khoảng gần 60 tỷ đồng, nó đạt trên 50% theo kế hoạch để thu. Với khả năng này thì Sở Tài chính sẽ tích cực tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện ít nhất là cũng phải đạt 90% mà theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao. Đối với thu hồi các cái giấy phép khai thác đã cấp mới sau ngày 1 tháng 7 2011 đó, thì tỉnh cũng đã ban hành 6 quyết định để thu hồi các cái giấy phép này rồi. Thì trong đó có là 4 cái giấy phép trên sông Hậu và 2 cái giấy phép trên sông Xuân Tiền, hiện nay cũng đã thu hồi, yêu cầu các cái đơn vị này là tổ chức đóng cửa mỏ. Qua kết quả thực hiện thì Sở Tài nguyên đã xây dựng cái kế hoạch, thì báo với chị với các anh thì có 8 đầu công việc lớn mà sở phải làm, thì đến thời điểm hiện nay thì coi như đã thực hiện được 4 đầu công việc xong, còn 4 nội dung vẫn đang làm và dự kiến thì cũng trong năm nay là sẽ thực hiện xong. Liên quan đến đó thì có tổ chức cái kiểm điểm một cái đơn vị là Phòng Tài nguyên Môi trường cũng như là trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường đó, để kiểm điểm chỗ này, rồi tập thể ủy ban và theo chỉ đạo của thường trực thành ủy đó, thì là theo kết luận thanh tra đó là kiểm điểm đối với các cái lãnh đạo mà qua các thời kỳ của giai đoạn này. Thanh tra Chính phủ chỉ ra thì An Giang nhanh chóng tiếp thu và đồng thời là phải khắc phục nhanh, gia hạn nó sai quy định thế này thì An Giang mạnh dạn tức là thu hồi. Thanh tra Chính phủ cho thu hồi trong vòng 1 tháng, tôi thu hồi trong vòng 10 ngày là xong. Nội dung thứ hai nữa đấy, cái giấy phép mà chỉnh trị dòng chảy bây giờ thì An Giang chúng tôi cũng nghiêm túc tiếp thu và đồng thời cũng đã thực hiện cái sự cái này. Còn đối với vấn đề về quản lý đất đai thì cũng như cách hiểu thôi, có những cái mà không trúng thì bây giờ đây tiến hành sẽ có những cái kiểm điểm đối với tập thể cá nhân để thể hiện rằng là An Giang nghiêm túc trong quá trình thực hiện cái kết luận của Thanh tra Chính phủ và thực hiện đúng thời gian quy định. Thì trong quá trình kiểm điểm thì nếu như mà có những cái sai sót do chủ quan thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm. Thẳng thắn rút kinh nghiệm, nghiêm túc nhìn nhận, kịp thời khắc phục hậu quả, nhanh chóng thu hồi tiền của và đất đai, tài nguyên khoáng sản cấp sai quy định về cho nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm để làm gương. Đây đã và đang là những giải pháp được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện để giữ vững cam kết với Chính phủ và tạo lòng tin trong nhân dân.